À, xin chào anh em, lại giới thiệu với anh em thêm một cây guitar acoustic hàng Nhật cho anh em nha. Đây là cây Yamaha. Hàng Yamaha này là cây FG718 series cực kỳ cao luôn anh em, 718 luôn. À, hàng chính hãng Yamaha cho anh em nha. Ngoại hình đàn lâu năm rồi anh em, nó lướt xước nha. Nhìn chung nó vẫn là một cây đàn rất là đẹp luôn, mấy chục năm rồi. À, đợt này về hàng cây nào cũng ngon, chất lượng tốt, đẹp, âm hay nữa anh em. Cây này âm rất hay, đời nó cao, nó lâu năm lắm anh em. Cây đàn nó lâu năm nó xịn á, nó lâu năm âm nó ra nó rất là hay, cái tiếng nó vỡ tiếng ra rất là hay nha. Đó là mình nói về đàn xịn nha anh em nha, đàn tốt. Chất âm thì nó càng lâu, anh em chơi càng lâu âm nó càng hay, cái này chứ anh em cũng biết rồi. Nó là đàn tốt thôi nha, còn đàn thường anh em chơi chưa lâu nó hư mất tiêu rồi. Chưa kịp lâu nó chưa có tuổi thọ nó hư rồi. Những cái này chất âm cực kỳ tốt luôn anh em. Cần phím thì êm ngon lành hết nha. Mình đã canh chỉnh ở cái mức rất là êm cho anh em mình tập luyện và chơi lâu dài rất là thoải mái luôn rồi. Ngoại hình đàn nó chỉ có hơi lướt xước thôi, không hư hỏng, không lỗi lầm, không bị bất cứ vấn đề gì luôn nha anh em nha. Đàn nguyên zin 100% luôn. Đó, cái lưng nó có hơi lướt xước nhẹ ở ngoài lớp sơn thôi. Anh em nào có điều kiện thì BU lại cho nó đẹp nha. À, còn không thì cứ để nó nguyên zin thì cứ để vậy mà chơi thôi anh em. Khỏi đụng chạm gì nó, chơi chả bây giờ nó hư hỏng vậy đó. Cứ vậy mà chơi thôi. À, dây thì lâu lâu nó cũ nó hư thì mình thay, không có nhiêu tiền anh em, bằng ly cà phê anh em mình uống thôi nha, để cho cái tiếng đàn nó hay, cầm nó cũng bực tay hơn. Cái này là mình đã sử dụng dây mới rồi nha anh em. À, chất lượng hoàn toàn là tốt nha, âm hay, series cao, đời cao mà giá rẻ lắm anh em. Cái này là FG718 mà mình bán với giá chỉ có 2.500.000 thôi nha, hoàn toàn là ngon và không lỗi lầm, âm thì cực kỳ hay luôn anh em, chất lượng tốt, âm hay nha, ngoại hình hơi lướt xước cho nên mình bán rẻ nha. À, tổng quan cây đàn đây anh em. À, mình sẽ quay gần và mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Đây tổng quan cây đàn. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, anh em coi gần mặt tớp của đàn đẹp mà đây. Nhiều chục năm rồi. Như vậy là quá trời đẹp nha. Đó. Quá trời đẹp luôn. Tem đàn, eo. Hai bên eo đều đẹp mà. Nó lướt xước nhẹ anh nha anh em. À, cái này phải xước anh em. Này chùi ra cài ra luôn. Đó. Eo đàn. À, cái này mới là lướt xước lên đây. Chỗ này xước xước. Mấy chỗ này là chùi ra. Này anh em mình đánh bass mạnh là nó ra hết. Đánh bass mạnh nó ra hết. Cần phím thì ngon lành nha anh em. Ok, ngon lành. Đo cái action cho mình coi. Dây số 1. Dây 1 đẹp rồi nè. À, action nó thấp hơn phải không? Nâng lên đây nó đã bằng chuẩn. Này thấp hơn chuẩn nha. Dây 6 nè. Thấp hơn chuẩn này là bằng chuẩn nè. Thấp hơn nha. Để anh em mình chơi cho nó êm tay hơn. Rồi. Rồi anh em nghe cái âm nó rất tình cảm luôn. Rồi mình test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tẹt, không lỗi, không hư hỏng phím nào nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm mộc của nó. Mình thì thấy âm nó rất là ngân, tiếng nó rất là tình cảm luôn nè. Nó vang mà kiểu nó tình cảm lắm. Rất là ngân. Âm thì cực kỳ hay luôn anh em. Nếu mà chọn một cái đàn âm thanh hay thì cái này nó thuộc dạng âm tuyệt vời luôn anh em.
chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình thì cũng khá đẹp anh em, nó chỉ hơi lướt xước thôi nha, chứ họ hoàn toàn là ngon lành, không lỗi lầm gì luôn. Giá 2.500.000 nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.